Theo đánh giá, công tác chuẩn bị đại hội được cấp ủy chính quyền các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện tốt các nội dung chương trình. Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào hội nhiệm kỳ 2017-2022 và thảo luận thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác nhân sự tại đại hội đã bầu đúng, trúng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ qua đại hội đã bầu 209 đại biểu vào ban chấp hành hội cựu chiến binh huyện thị xã thành phố và khối 487. Nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu 300 đại biểu đi dự đại hội đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự kiến đại hội đại biểu cựu chiến binh tỉnh Lào Cai lần thứ 7 được tổ chức trong tháng 9 tới.